Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Ba chiến sĩ hy sinh trong trận vượt rừng mang gạo về chiến khu và bị giặc lấy mất xác. Bằng sự mưu trí và lòng dũng cảm, Linh cùng Toàn và Hài đã mang được xác anh em chiến sĩ về khu và diệt gọn ổ phục kích của lính Mỹ. Thế nhưng trên đường về cứ, Toàn đã hy sinh, Hài bị sốt rét phải cán về trạm, Linh một mình vượt rừng về căn cứ. Tuy nhiên, tiểu đoàn của anh đã lên đường. Sau bao ngày vất vả tìm đồng đội, Linh gặp Kiêu, nhưng anh bị Kiêu du là lính đặc công đào ngũ. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Linh lại đứng trước bầu con gái, mới gần một tháng mà nước đã ngập lên láng, thảm cỏ mây chững chật giờ trước gió nở bông trắng xóa, bầu rộng ra tròn hơn, lại càng điều hiu. Chỗ suối lấy măng ở bên kia phải không? Đằng sau nó là nhà rồi. Nửa tiếng lội nước nữa là đến nơi, là gặp lại tất cả. Linh rưng rưng. Không, chưa dội gì, ngồi xuống đã. Ngồi xuống đã cảm nhận hết cái ríu rít trong lòng đã. Thế là xong, đến thật rồi, tưởng không bao giờ thấy lại được mặt nước này, dải rừng xanh xanh kia. Trung đội lúc này đang làm gì? Mình đang ở bên cạnh các cậu đây. Nhà có gì ăn chưa? Anh cậu chắc để đi họp ở phân khu về, anh sao quá. Những cái giọng mắt thấp ở cửa hầm, đêm đói meo, vẫn cứ cười tươi. Có ai sốt rét thêm không? Vẫn còn đủ cả chứ. Đồng đội của tôi, mới đó mà đã nhớ thật nhiều. Nhớ ngay cả khúc suối kiếm ăn, cái bầu con gái. Ngày trước các cô ấy ra tắm, chắc nước cũng mênh mang dần sóng như thế này. Có tiếng dí thá, văng chẳng đâu đây. Linh nhìn vượt qua hàng tràm chen suối, đôi ba người dân đang lầm lũi cày cuốc. Thật xa nữa, những mái tôn trăng trắng, hàng tre, con đường bò, cụm cao su, cái chuồng cu cao ngất nghểu. Cảnh vật mới gần gũi thân thiết làm sao? Tất cả đều thoáng đãng, tất cả đều chan chứa nắng. Bên này ta, bên kia nó, ở giữa là những con người hiền lành đang mê mải làm ăn. Họ có nghĩ gì không? Chắc không đâu, những chặt rau xanh dưới chân họ mới thật mượt mà. Thèm được đi thẳng người ra đó, xin được cuốc giùm vài luống. Ăn một trái dưa leo mỏng mỏng cho nước tràn tới kẽ răng, múc dăm cầu nước muội trong xanh, dội từ đầu tới chân. Giặt hết quần áo phơi ngay trên cỏ, rồi cứ thế ngồi gối đầu lên một trái bí đỏ thật to mà ngủ một giấc. Cứ ngủ, kệ cho nắng soi đầy mặt. Muội kia kìa, chỗ cây trăm bầu đang rụng lá, nhìn thật gần mà không ra được. Thôi, chỉ cần ngồi ở đây cũng khoan khoái lắm rồi. Ở trên kia, sớm mở mắt ra. Rừng, hành quân cả ngày trời, cũng là rừng. Đêm ngủ rừng, toàn rừng là rừng. Buồn cũng rừng, vui cũng rừng. Tâm tư chưa kịp ùa ra, đã đập phải cây lá dội về. Còn ở đây, hãy tạm dẹp đi những vấp phỏng lo âu. Trên đầu vẫn là cả một bầu trời thoáng đạt, khoáng đạt cả nắng và gió. Đồng bằng, sắc màu mới đó mà đã thấy quen thân. Nhìn ra những cánh đồng xa hút tầm mắt, thấy chói chang hy vọng. Mấy anh mấy chị trong xã chắc đang lặn lội ngoài đó. Tình hình không biết có gì mới hơn không? Kiên trì nhẫn nại bám đất bám dân. Họ giống như thân cây bồ kia. Trải bao mưa nắng vẫn lồng lộng, đứng giữa trời trầm tư suy nghĩ. Một tổ máy bay lên thẳng, đang lười biếng trôi dọc theo ấp. Ngay cả những con ốc nóc đáng ghét kia nữa. Lúc này cũng chỉ điểm thêm một nét đồng vào cảnh vật. Không nén được cái lâng lâng đang ngợp trong lòng, Linh đứng dậy, định vượt qua bầu.
nhưng anh bỗng lảo đảo, mắt qua lên, lại có bệnh thiếu máu. Gần một tháng trời ròng rã trong rừng, về được tới đây là may mắn lắm rồi. Anh định thần nhắm mắt lại một chút, rồi cứ để nguyên quần áo lội ào xuống nước. Sau trận phản trái đó, bọn kỵ binh bay càng tức tối điên cuồng hơn. Đoán chủ lực ta vẫn còn lẫn quất, chúng bung quân ra phản kích các cánh rừng, kết hợp với bom đạn tận diệt. Hai người cán một người đã phải trải qua những ngày gian nan nhất. Đụng địch đâu tránh đó. Đêm tìm nơi có nước nghỉ lại. Ngày nhìn mặt trời, nhìn rêu trên thân cây, nghe tiếng súng nổ mà bước. Bước miết, lúc đường mòn, lúc đường xe be. Khi cắt rừng, khi dược trảng, sáng đi theo bóng người bóng cây, chiều ngược lại bóng cây bóng rừng. Họ đi về hướng Tây Nam, đi ngược chiều biên giới, nhất định sẽ tới đồng bằng. Những ngày đầu ăn cơm, hai bồng gạo dê dần, cơm chuyển thành cháo, gạo cạn kiếm củ ăn. Ở rừng không phải chỗ nào cũng có củ, củ cũng đem nấu cháo ăn cầm hơi, còn nhúm gạo đáy bồng dành dụm cho Toàn, cậu thương binh. Thật độc hại, cây chiên bi Claymore nhẵn nhụi bóng láng khi khoét vào thân thể, chỉ để lại một vệt tròn nhỏ màu tím sẫm, ngỡ chân một nốt muộn cơm vừa dứt đi. Vậy mà mới mấy ngày đường, đôi chân ấy đã không còn hình dạng. Toàn trên rỉ suốt dọc đường, thấy dấu giày biệt kích, thương người khiên, anh chỉ nghiến trèo trẹo hàm răng. Ngước nhìn đàn chọc quăng mình ào trên chòm lá, Linh nuốt nước bọt xót xa. Trong cái rừng già âm u này, tìm đâu ra một lá thuốc để chữa chạy cho Toàn. Thỉnh thoảng cái đòn cắn lại quật mạnh trên vai anh, cậu ấy đang dãy mạnh. Toàn đau lắm phải không? Thằng lính nào không một lần bị thương, nhưng sao cái đau của người khác cứ quẩy mạnh trong đầu. Đường càng mờ mịt, đói mệt trả rồi. Đã có lúc Linh thoáng nghĩ thầm, đừng dãy dụa nữa, đừng nghiến nát hàm răng, khổ tâm lắm đồng chí ơi. Cứ nằm im để cái chết đến dần già, lại nhẹ nhàng hơn. Tất cả đều nhẹ nhàng hơn. Người mẹ già miệng đồi cỏ. Em ơi, hãy trở lại đỡ mẹ vào nhà rồi hẳn đi. Thôi, hãy cắn răng lại và chịu đựng, mà đi tới đích. Linh lắc đầu thật mạnh, như cố xua đuổi một con trùng đang bám nhằn vào tóc. Cái đòn cắn đập mạnh vào mang tay. Đằng trước cái lưng gầy của Hài gù trút lại dưới sức nặng của đòn cắn. Đường gân gáy căng ra, và phía dưới đôi bắp chân lẻo khoẻo, những đường gân xanh cũng hằn lên. Linh kéo xích nút giỏng gần lại phía mình. Đêm đó họ ngủ lại ở cánh rừng gần trục đường mòn. Gần về sáng, đang thiếp đi mê mệt, chợt một tiếng nổ đánh thức Linh dậy. Mỹ tập kích chăng? Hay bom tọa độ? Sau tiếng nổ, rừng hoàn toàn im lặng. Tưởng mình mê ngủ, Linh ngã xuống giỏng định ngủ tiếp, nhưng bỗng thấy cái giỏng mắt bên anh lép kẹp, khẽ đông đưa. Chết cha, Toàn đâu rồi? Anh chồm dậy soi đèn nhìn kỹ, có vệt máu dưới đất. Một lối cỏ rạp xuống trường ra phía suối như dấu trăng bò. Linh lạnh người, anh bươn theo con đường trăng bò. Dòng suối vẫn chảy róc rách khe khẽ. Một con chồn đang tỉa trái chín dưới gốc cây. Thoảng mùi lá cây trộn diêm sinh lờm lợm. Dấu nổ đây, nổ tạc đạn. Linh thẳng thốt nhìn quanh. Giữa đám cành lá rách tước, chỉ còn sót lại một mảnh giặt áo. Linh đứng chết trân, cổ họng khô khát, nhức nhói, như có một bàn tay ai đang cào cấu trong ngực. Sao chết dại dột thế Toàn ơi? Hài cũng đã theo Linh ra từ lúc nào chợt bật lên, mếu máo. Mắt Linh nhòe đi. Toàn ơi, thảo nào tối qua thấy ánh mắt mày nhìn chúng tao khác lắm. Sao mày lại dội dã bỏ đi như thế hả Toàn? Sống cùng sống, chết cùng chết. Cái nghĩa của anh em mình lâu nay là thế. Mày sợ phiền đến chúng tao chăng? Cho đến chết, mày vẫn nghĩ đến chúng tao Toàn ơi. Nước mắt thấm vào môi Linh mằn mặn. Anh nắm chặt mảnh áo còn lại của Toàn trong tay, quay sang Hài, nói cộc lốc. Đi tiếp. Hai người tiếp tục tiến về hướng Tây Nam, tiếp tục những ngày đói khát mệt mỏi. Không ai kịp suy nghĩ về cái điều vừa xảy ra hôm qua. Những dãy rừng già rậm rạp vẫn chắn lối họ, và cái đói lại càng chê chức. Củ cũng không tìm ra nữa. Rừng nghèo tàn nghèo mạt, miếng rễ cây đắng lè trong miệng.
cây nồi con mang theo đã bị pháo bắn nát. Họ phải nhét lá vào bi đông nấu ăn. Những ngày này, lá rừng trở thành thức ăn chính của họ, cốt nhất là không ăn nhầm phải lá độc. Họ đã đi như thế này bao nhiêu ngày, không ai nhớ. Đêm nghỉ, ngày đi. Trước sau rồi cũng tới, miễn là đừng nằm lại. Nằm một ngày thôi là nằm luôn. Linh luôn tự động viên mình như vậy, và chính anh cũng không hiểu vì sao hai người đã vượt qua được chừng ấy đường đất, chừng ấy thử thách để trở về cho cuộc sống. Vào một ngày nắng ráo, họ đã tới được bờ sông bé. Hải bị một cơn sốt rét ác tính quật ngã. Linh đành phải gửi Hải lại một tổ xe thồ. Hết bầu con gái, Linh bật lên gò. Kia rồi, cái đường tăng tư du quen thuộc kia rồi. Hết khúc quẹo đó rẽ vào là Hồng Tiểu Đoàn, Hốc Bà Tó, Đầm Ông Thậm, Suối Kỳ Đà, Trảng Mỹ Chết, đường Tăng Tư Du. Sao lại gọi là đường Tăng Tư Du nhỉ? Hồi mới về, Linh đã được nghe kể láng máng rằng Tư Du là tên của ông tham mưu trưởng phân khu. Kỳ Mậu Thân đợt ba, đang chém dè tại địa bàn Dĩ An Thủ Đức. Ông bị điệp báo, Mỹ xâm hầm, bắt sống. Có tin là ông đã chiêu hồi phản bội. Vì sau đó một tháng, B-52 và tăng đánh nặng vào toàn bộ khu vực trú quân của quân khu. Có một điều đáng ngạc nhiên là B-52 toàn đánh vào chỗ không người và xe tăng càng nát rừng, nhưng lực lượng ta không hề tổn thất. Bắn tính bắn nghi không biết thế nào, nhưng người ta tạm gọi là đường Tăng Tư Du, để liệu bảo nhau mà đi đứng. Hết đường Tăng Tư Du, quẹo tay mặt qua suối Bầu Gốc là tới bộ tư lệnh phân khu. Nè, trực thăng đang quần riết ở đường Tăng Tư Du, bám cẩn thận cả mất mạng nữa đó. Sao bẻ trà xanh tầm bậy vậy? Ra đường Tăng Tư Du mà hái, thiếu cha gì? Đại loại như vậy, sau đường Tăng Tư Du là Trảng Găng. Linh rẽ vào, anh sững lại trước con đường mòn bị rớt kính, lính càng chăng. Những cành lá rớt đường đã khô quăng, Linh lách vào rừng, cứ trống trơn. Xung quanh chiến đất khô tươi, cái gầu nằm chống chơ trong bụi, bếp quằn cầm còn dệt tro ướt, đàn kiến ngủ đang lặng lẽ bò qua. Cây bể nước ken bằng cành cây ni lông lót, còn nguyên như đã cạn khô, dưới đáy hằn rõ ngấn đất nâu. Dưới chân bể nước có cục cơm chắc ai đánh rơi, lâu ngày mốc treo như cuộn len xanh, xù lông. Đi thật rồi, đi hết rồi. Linh ngồi phịch xuống, lúc này anh mới thấy người rời rã. Bãi quải, thấm thía cái đói, cái mệt. Nghĩ đã một lúc, Linh lại bồi hồi ngắm nghía lại. Cứ, chợt mắt anh sáng lên. Gùi, gùi đỏ, gùi vàng. Châu ơi, gùi nhiều quá, giống như đang khát gặp trừng mưa. Linh lính quính bẻ trái gùi cho vào miệng, nhai ngon lành. Thịt gùi đẫm nước, chua chua cho anh lúc này, ngon tuyệt vời. Anh ăn háo hức, không cần nhả hột. Cắn nhẹ một miếng vào cái vỏ vàng vàng đo đỏ cho nước ra, rồi dùng hai ngón tay bóp nhẹ. Thịt gùi đùng ra mướt mượt, chưa kịp đưa lên miệng mà nước miếng đã ứa ra. Tiếc quá không có Hài ở đây, quả gùi ngọt hơn chay, làm sao tìm được Tiểu Đoàn bây giờ? Chắc trung đội đang đánh sâu chứ đó, chúng nó có nhắc đến mình không? Trái kia mỏng quá, Linh kiểm chân dít cành cao trên ngọn, chợt những ngón tay anh dừng lại. Có tiếng cười nho nhỏ đâu đây, tiếng cười bên kia đường tăng. Anh quýnh khoáng xách bồng chạy ra, được một đoạn lại quay vào, mặc kệ, ăn đã, chả đi đâu mà dội. Kiệt chán, nào, làm một chuồng nữa. Chua quá, gớm, cười vui quá nhỉ, dám chắc Tiểu Đoàn bộ ở đó lắm. Trái này ngọt như mực ông, đằng sốt rét mà gặp của này thì trời đánh không nhã. Mọi việc đâu sẽ có đó. Thôi vừa rồi. Khoan, trái này mới thật là gùi, gùi miền Đông thứ thiệt. Tiếng cười lại rộ lên, Linh gạt chà đi ra đường tăng. Dưới mái tăng, anh thấy ba bốn người mặt mày lão quắc đang ngồi quanh chiếc bàn tre. Tiếng cười không phải phát ra từ đây. Mấy người này có vẻ nghiêm trang, dáng điệu chững chạc, ăn mặc bảnh bao sạch sẽ. Trên bàn bày bộ phai trà bằng ca, bi đông inox Mỹ. Gói chọc lau giấy bạc tròn mút miếp đặt bên cạnh những gói ruby đầy sức hấp dẫn. Linh lặng người. Anh em mình đây rồi. Can ơi, thế là tôi đã về được tới đây. Cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại đồng đội nữa. Người đứng tuổi cất tiếng nói, vẻ phiền muộn.
Tối nay bốc ráp kỹ một chút. Ráng đừng bỏ con như hôm rồi. Cơ sở họ ngán, không dám mang gạo ra. Vị trí phân phát gạo vẫn ở cụm 1 trên 9. Họ còn trao đổi gì nữa, Linh không nghe rõ. Người vừa hỏi anh Chính rút một điếu thuốc gõ gõ lên mặt đồng hồ, rồi đưa lên miệng châm lửa. Mùi khói thuốc thơm làm Linh rùng mình. Những ngày vừa qua đã có lúc anh phải cạo vỏ cây cọt kè, hút cho đỡ nhạt miệng. Chắc đây là tổ hậu cần của phân khu. Linh run run bước vào. Ai đó? Hỏi gì vậy? Người đứng tuổi có bàn tay cụt ngón ngẩng lên hỏi. Cổ Linh tắt lại. Đồng chí ở đâu đến đây? Đồng chí, nghe tiếng gọi thân thiết ấy, Linh đứng cười ngẩn ngơ, vẫn không sao trả lời được. Người ấy đứng dậy, gay gắt. Ủa? Hỏi hoài sao cứ làm thinh? Linh giật mình như chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Qua làn khói thuốc, anh thấy những ánh mắt lạnh lùng, sát nét, không có vẻ gì là thiện cảm, đang chầm chầm nhìn mình. Các đồng chí... Lắp bắp được mấy tiếng, Linh ngượng nghịu dừng lại. Đứng trước họ chắc mình chướng lắm. Đã bao nhiêu ngày không tắm giặt, tóc tai quần áo như thế này, họ lạ là phải. Mà sao họ lại nhìn mình như một kẻ? Linh đưa tay chút mạnh mớ tóc rối bù trước trán, rồi bực nói khàn khàn như không phải tiếng của mình. Tôi ở dê đặc công đi công tác về. Đơn vị tôi chuyển cứ. Nếu các anh biết cứ mới, nhờ các anh chỉ giúp. Tôi đi ngay, không dám phiền tới các anh đâu. Linh nói câu sau trong cái nhếch mép chua chát. Người lớn tuổi ho húng hắng, lặng lẽ rót trà ra bát, rồi nói chống một. Đồng chí qua bên kia mà hỏi, chỗ có tiếng cười đó. Linh sách bồng lên, nói gọn lõn. Cảm ơn. Ra khỏi lều một đoạn, có tiếng cầu nhậu sau lưng anh. Lính tráng gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo như ngỗng đeo đài. Linh đã thấy nóng nóng mặt, định quay lại cho cái bọn trịch thượng ấy một trận, nhưng anh lại thở dài bước đi. Chuyện giặt giảnh ấy bực bội làm gì cho mệt người. Mình có quyền gì mà đòi hỏi sự săn đón niềm nở họ. Anh rảo bước về phía có tiếng cười nói đang ngày càng rôm rã. Trước mắt Linh, hơn chục người đang ngồi nằm, lộn xộn, dây quanh một anh chàng lực lưỡng điển trai, có bộ râu quai nón xanh trì, dài bên trái đeo cái dây lưng chù Mỹ ống biếc. Mùi thuốc trê khét lẹt, khói như hun chuột. Anh chàng râu quai nón đang kể chuyện gì đó có vẻ hào hứng lắm. Cặp mắt vừa sắc vừa hóm, cứ đảo qua, đảo lại. Con khỉ họ, sưng sướng chi mà trống lóc như đầu sư. Mình nhìn tét cả mắt mới thấy một cái cục lù lù như hộp cây cưa dở. Không, giống cái bịch thuốc rê ở ngay đầu nhà. Ngon rồi, lợi dụng thằng cha gọc này á mà đẩy cái B40 vào cái bàn nhậu của mấy chú Bình Định hả? Thì chắc ăn như là đưa bánh tráng cuốn thịt heo vô mồm. Ê, ngoại kêu bằng gì bay? Chắc như là cua gạch. Chắc rồi cha, chắc như nằm... Đây ba không à. Mình rón rén mò tới im re, như mèo, và ngồi xuống tựa chiếc lá rơi. Thiệt đó, như chiếc lá rơi, núp sau cục gồ đó. Mình nhìn ngó khắp nơi, im re. Ngon nữa, mình đang định mò tiếp. Bỗng dưng có tiếng heo ngáy. Ngáy như heo mà... ngáy như lợn. Bảy, cuối. Thì cuối. Heo cuối nhà ai vậy nè? Mình dòm hoài không thấy, lại thêm lép nhép. Thấy má nó nhai. Heo cuối mà nhai như con lợn. Mình tự bảo, phải dè chừng. Vô phước đi qua chuồng, nó học một tiếng thì mệt cầm canh. Ủa, nghe nè, nó nhóc nhép gần quá. Ngay mang tay mình. Thôi chuồng lẹ thôi. Mình đang định rút thì thấy cái cục gọc ngọ ngoậy. Mình trố mắt. Thôi má ơi chết con. Không phải cục gọc mà là một thằng lính. Thằng lính đội nón hẳn thôi. Nó đang ngủ gục. Mình ghé sát vào. Thấy cái miệng nó nhột ngạt như là đang nhậu. Nó mơ nhậu xị đế rồi. Sướng chưa? Lúc đó ta nói rung quá xá luôn. Tay mình đặt trên vai. Nó vẫn rung lẩy bẩy. Rút ra. Thấy nhẹ. Nó dậy thì phiền lắm. Mình toát một hồi hộp. Nó vẫn cứ nhoai nhóc nhép như bên cạnh nó không phải là mình mà là cái bàn nhậu. Tao nói thấy ghét quá luôn. Nè, nhậu nè. Mình tiện tay quên luôn cái nón trên đầu nó tống vô mồm. Dốc tổ cho nội. Bộ nó là gọc thiệt hay làm sao mà ông ró rái hoài vậy? Thiệt chứ sao không thiệt? Vậy
nó có bá dai hôn miệng ông không? Cha nội vẫn hoài. Bộ mặt của người kể chuyện nhăn nhó, tỏ vẻ vô cùng đau khổ vì không ai tin mình. Bất ngờ anh ta cúi gục xuống, ôm bụng cười sằng sặc. Linh bật cười theo, tay này nói chuyện có duyên quá, nói dốc vậy là hết cỡ rồi đó. Linh vui vẻ bước tới trước mặt anh ta. Mấy anh cho hỏi đơn vị đóng bên kia đường Tăng đi đâu rồi ạ? Anh ta nhìn lên, mắt lấp lánh vui. Đi rồi, đi chừng nửa tháng rồi, xuống sâu lắm rồi. Thấy nét mặt Linh xa sầm, anh ta vội đứng dậy. Ông ở tiểu đoàn đặc công hả? Ngồi đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Làm sao mặt mày vêu vao vậy không biết? Làm bậy hớp trà đi. Nè, cơm canh gì chưa? Nhìn là biết chưa rồi phải không? Rồi rồi, nấu cơm bay, mổ hộp heo chồm ra. Mới sốt vậy sao mà mét dữ hả? Thằng y tá đâu rồi nè? Lại đây chút coi. Nè, hút thuốc rê không? Trời, con khỉ họ, dạo này hẻo món đầu bằng quá. Mấy thằng cha hậu cần may ra còn, quản lý đi chia bậy một khối về đây. Nói thằng cha chính, mình có khách binh chủng đặc biệt tin như vậy nghe. Linh ngồi im không nói năng gì, ngồi giữa như anh bộ đội địa phương, nam có, bắc có này, anh thấy nghẹn nghẹn nơi cổ, anh xin lỗi được đi tắm sơ một cái. Hổ bơm đó, nước thỏa mãn, tắm lẹ do ăn cơm, chiều tối bọn mình cho người đưa ông lên phân khu, phòng chính trị họ sẽ lo cho ông đàng hoàng, thôi cứ nghỉ đi, tà tà ngày dài tháng rộng mà, bánh Mỹ trường kỳ mà, phải không? Hả, có xà bông gì chưa? Lấy bánh ba bê của mình nè. Linh dịn nhẹ vào những thân cây nhỏ đi ra hố bom. Đằng sau mọi người lại cười toá lên rồi, dẫn tiếng nói bỗng trầm của anh ấy. Anh y tá đưa Linh ra hố bom nói, đó là bộ phận cán bộ đi nghiên cứu địa hình của tiểu đoàn bộ binh. Người nói chuyện là tham mưu trưởng Bảy Hoàng, cây tắm dốc nổi tiếng toàn phân khu. Linh về tới bộ tư lệnh quân khu tiền phương thì trời vừa sập tối. Cái tối ở vùng giáp ranh cũng nhạt hơn, pháo bắn ở đâu bên kia hố đầu lâu. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm này và tầm gần sáng là pháo bắn dữ nhất, bắn theo tính toán căng ke sẵn. Nó tính ngăn chặn sự tiềm nhập của ta từ các khu rừng chồi mỏng dẹt, nơi ở của bộ tư lệnh cũng na ná như các đơn vị, có khác là đào nhiều hầm thùng làm nơi hội họp. Hầm thùng là thứ hầm rộng không có nắp, nóc che bằng ni lông, xung quanh vách hầm có khoét nhiều hầm ếch để nếu cần chui vào tránh miễn. Hầm có nắp hợp hành bí lắm, với kiểu hầm này, pháo bắn cách 100-200 mét, coi như không, trúng bốc mới chết, mà mấy khi đã thả đúng lỗ. Linh tìm tới được chỗ của phòng chính trị, thì trán anh đã rình rịnh mồ hôi, hết rét lại nóng, hết nóng lại chuyển sang rét. Ráng chút nữa hỏi thăm tình hình xong, có gục hẳn gục. Ở địa bàn A Bèo này, ba cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần, cũng lụm xụm, đóng sát nhau. Tìm được hầm ban cán bộ chắc cũng mệt. Không khí ở đây có vẻ trang nghiêm, khác hẳn với các đơn vị. Tiếng radio mở râm ran. Linh khom người, rẽ vào một cái hầm đang có ánh đèn dầu mờ mờ, hắt lên tấm ni lông nóc. Anh bỗng sững lại trên miệng hầm, mừng rỡ. Kêu kia phải không? Sao lại ở đây? Đúng rồi. Bên ánh đèn, mái tóc ấy vẫn mượt, khuôn mặt vẫn sáng láng. Kiều đang lượn đi lượn lại, nói cái gì say sưa lắm, với một người đầu sói, đeo kính trắng. Chắc đồng chí trưởng ban cán bộ. Kiều vẫn khỏe mạnh, tươi tắn. Thế mà cứ tưởng anh ta đã nằm xuống ở một ngã ba nào rồi. Còn số anh em cắt về sau đâu? Chắc còn cả thôi. Nhìn thấy Kiều lúc này, anh như thấy cả tiểu đoàn ở bên mình. Kiều! Anh Kiều! Linh khẽ gọi. Kiều nhìn lên ngơ ngác dây lâu, rồi hơi tái mặt, ngã người về sau như muốn trốn dịch sáng đèn. Liền ngay đó, Kiều nở một miệng cười thật dẻo. Anh ta gần như chạy lao về phía Linh. Linh? Tám Linh hả? Bèn chết ơi! Mình tưởng ông làm mồi cho kỳ đà rồi. Vô, đi, đi vô đây, vô đây, vô đây. Anh ta quay sang người đầu sói, nói sôi nổi. Đây là đồng chí Linh, cán bộ điều viên của tiểu đoàn tôi. Đi công tác mới về, trời ơi, sao mà ốm nhách vậy, trời ơi Tám Linh, tội nghiệp không? Anh ta bỗng thở dài,
cái miệng mỏng như lá tranh trễ xuống đầy vẻ phiền muộn. Linh lóng ngóng chả nói được gì. Kiều có vẻ xúc động thực sự khi gặp mình. Vậy mà hôm ấy, mình lại nỡ đối xử với Kiều như thế. Anh nắm chặt lấy tay Kiều, cơn sốt tan biến đi từ lúc nào. Người đầu sói nghe Kiều giới thiệu, khẽ ngẩng lên gật đầu chào, rồi lại cúi xuống ghi chép. Nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, tháo kính, nhìn Linh chăm chú. Linh! Trần Hoài Linh phải không? Dạ. Linh nhấp một ngụm nước nóng của Kiều, đưa cho, như uống cả cái ấm áp của gian hầm. Kiều đứng lên, có vẻ dội dã. Báo cáo anh Sáu, anh làm việc với đồng chí Linh, tôi qua làm việc với tham mưu, rồi còn kịp theo giao liên về tiểu đoàn. Linh giật mình. Ấy, sao đi sớm vậy? Còn bao nhiêu điều đã hỏi, đã nói được đâu? Thế anh em ta, thế Nam Thúy. Linh lật đật đứng lên định gọi, như bóng Kiều đã mất hút ở cửa hầm. Anh trung trung ngồi xuống, thấy chừng Kiều tăng tăng, như có ai lấy búa gõ vào. Nếu không có người đeo kính trắng ngồi kia, với dần trán đáng gì nể, thì Linh đã nằm giật ra ghế rồi. Thế này đồng chí Linh nhé. Cái giọng nói vừa ấm, vừa lạnh, vang lên. Dạ. Linh trả lời mà mắt cứ trĩu xuống. Nói nhanh đi ông, đuối quá rồi. Chúng tôi có nghe báo cáo về tình hình đồng chí đợt đi lấy gạo vừa rồi. Ôi trời, nghe thì ai chả nghe. Thật đáng tiếc, chúng tôi chưa kịp xét kỹ, nhưng thật là chả hay ho gì. Đúng là chả hay ho gì, chết người mất gạo có gì là hay ho. Linh cứ miên man, khó thở quá. Đồng chí có vẻ bệnh hả? Linh gượng lắc đầu, hơi thở qua mũi nóng như lửa, mắt như có ai đổ chì lên mi, nóng nhất. Rất ít thì giờ, nhưng mà đồng chí Linh có thể báo cáo tóm tắt cái vụ tổn thất đó một chút được không? Chả có cái gì, phải báo cáo dài dòng. Tôi mệt quá rồi, mọi việc đều rõ ràng. Bây giờ nói nôn mửa mất. Anh vẫn im lặng, đầu gục xuống như ngủ, người sói đầu nhíu một bên lông mày. Nguyện vọng của đồng chí bây giờ là gì? Anh bật nói đứt quãng. Còn gì nữa, buồn cười quá. Báo cáo đồng chí trưởng ban cán bộ. Tôi Trần Hoài Linh, giữ chức trung đội trưởng trung đội trinh sát đặc công thuộc V-73, xin được trở về vị trí cũ. Gian hầm lắng lại, chỉ còn nghe tiếng thở dồn của Linh. Trước mắt anh, ngọn đèn chai trên bàn cứ trượt đi trượt lại như đang nhảy múa. Đồng chí trưởng ban gập cổng kính lại, nói với vẻ nửa kết luận, nửa còn cân nhắc. Nguyện vọng của đồng chí sẽ xem xét sau. Lúc này lu bu quá, sắp làm ăn lớn, không lúc nào rảnh. Phòng chính trị quyết định đồng chí ở lại tuyến sau giữ chức trung đội phó trung đội sản xuất. Đồng chí thấy thế nào? Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Nó sẽ... Linh choáng váng như bị lửa táp vào mặt. Anh không nghe thấy gì nữa. Anh không hiểu gì cả. Cái gì thế? Tại sao lại như vậy? Sắp làm ăn lớn, trung đội phó sản xuất. Sao người ta lại loại mình ra khỏi dòng chiến đấu sớm thế này? Mình hết xài. Mình là đồ bỏ rồi sao? Không, không thể như vậy. Hãy trả tôi về với tiểu đoàn. Tôi còn... Tôi sẽ... Linh đứng bật dậy, nhưng ngay lúc đó như có một thanh sắt phang vào gáy. Anh mất đà, dụi vào vách hầm. Trước khi mí mắt ập xuống, anh vẫn còn mờ mờ ảo ảo thấy cái miệng mỏng như lá tranh của Kiều nhệt đi trên miệng hầm, và một giọng ai đó vang lên. Tay đào ngũ ở tiểu đoàn đặc công đó. Tiếng nói dửng dưng ấy khiến anh quỵ hẳn. Bờ bên kia sông bé, nấu kính với những dòng tre gai dương lên trời dòi dọi, có giạt sắn nhỏ bò thoai thoải xuống sông. Những cây sắn cao bằng dai thân dạm dở, lá xanh mướt vừa được bẻ ngọn. Dưới thấp, dòng nước vẫn đỏ ngầu cuốn xiết, nó gầm lên ở những tảng đá đằng xa. Một vài chiếc thuyền con đánh cá của dân đang xuôi ngược trong những lùm kính. Một giác lưới kéo lên, lấp loáng đuôi cá ngựa đỏ như vỏ chôm chôm chín. Linh đang gập lưng làm cỏ sắn. Gốc kia cũng đang có người xới cuốc chuyện trò trăm trang. Nắng chiếu xiên xiên vào mặt, bóng tre không che rợp được người nữa. Tấm lưng anh nhễ nhại mồ hôi. Linh theo mọi người vào chỗ nghỉ râm, uống một hơi nước dài lã, trong can. Linh thở ra khoan khoái. Anh say sưa ngắm nhìn giạt sắn đang ống lên dưới nắng. Mát mắt thật, lúc mình lên mới cấm gốc
giờ đã bẻ ngọn. Mới đấy dưới đây đã tròn 3 tháng rồi. Thế dài mà tưởng ngắn, nhìn vào cánh tay gầy gò đen sạm, lại tẩn mẫn ngó xuống quanh ngực lép kẹp, cơ bụng chan ban vì xa lách. Linh khẽ cười. Bây giờ gặp lại chắc chả ai nhận được thằng Linh dạo nào nữa. Cái thằng Linh luôn đứng đầu tất cả các khoa mục trong 12 tháng huấn luyện binh chủng. Cái thằng Linh trước khi đi B còn chiếm nhất giải vật sư đoàn. Cả 6 tháng Trường Sơn được trơn như mỡ, không một lần trượt ngã. Cái thằng Linh mà mỗi khi cởi trần ra, ai cũng trầm trồ dòm ngó. Cái thằng Linh bò rạo không biết mệt, càng thức đêm càng tươi hơn hớn. Cái thằng Linh. Anh bất giác thở ra nhẹ nhẹ. Những năm tháng xa xưa lãng giảng hiện về. Sau lần thi được giải nhì văn toàn thành, Linh lọt vào năm thứ nhất tổng hợp văn không khó khăn gì mấy. Cuộc đời sẽ cứ như vậy nếu như cậu sinh viên 17 tuổi ấy không bị những bộ phim hay, những vở kịch hấp dẫn ám ảnh bâng khuâng hàng tuần lễ. Mê sách vở, mê phim ảnh, sân khấu từ hồi nhỏ, Linh bỗng cảm thấy bộ môn văn này nhạt nhẽo, khô khan quá. Để ý thấy bè bạn khen mình có dốc dạng, giọng nói lên sân khấu được, Linh nảy ý định tuyển thử cho một đoàn kịch nói quân đội. Và chỉ có thể là quân đội thôi. Không hiểu sao Linh thích như vậy. Nhìn hàng ngàn người từ khắp các tỉnh nườm nượp kéo vào vòng thi, ai cũng đẹp trai đẹp gái, Linh thật sự lo ngại. Khéo làm trò cười cho thiên hạ mất. Vốn chỉ tự tin trong tất cả các công việc, Linh dẫn lén ra chỗ trắng, nhét thêm giấy bó dạo, gót giày, vốn đã cao, để cho đủ kích thước. Qua phòng 1, phòng 2, phòng 3, rồi phòng cuối cùng, sau khi thực hiện một tiểu phẩm nhỏ, cậu bé trúng học gặp thầy giữa đường. Linh dừng lại ngượng nghịu, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Chính lúc đó Linh lại thấy cái miệng tươi như ăn trầu của chị giám khảo cười rất vui. Linh thành diễn viên kịch từ đấy. Nguyện suốt đời cống hiến cho nghệ thuật, tất cả vì thánh đường sân khấu. Linh bồi hồi tâm niệm như vậy. Thời gian trôi qua, khả năng của anh nảy nở dần dần qua các giai kịch ngắn hoặc dài hơi. Anh càng có thì giờ dùi đầu vào sách vở. Anh đọc thật nhiều, đọc các thể loại, trí tuệ và bắp thịt. Dòng ngôn ngắn gọn này khiến Linh say mê lao vào các môn thể thao nặng nhẹ. Cùng với sự hiểu biết, sức khỏe của Linh vượt lên tới mức đáng ngờ. Thông thường những đêm diễn ngoài trời, một cột đèn sân khấu phải 2 người khiêng. Tới anh đặt lên chai, 2 cột, đi ầm ầm. Có lần đi ra đường, anh bị một cô gái hỏi. Thưa anh có phải công tác trung đoàn xiếc không ạ? Anh chỉ giúp... Ngỡ rằng với nhiệt tình lao động nghiêm túc và lòng say mê nghệ thuật, Linh sẽ trở thành diễn viên chân chính. Không, ngay từ năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại, người anh kế của Linh đã ngã xuống trên một trận địa pháo bên sông. Cây đêm đầy bom đạn ấy, Linh bỗng thấy thương và sợ hãi cái vẻ bình thản nơi mắt mẹ, đôi mắt đã nhiều chết chân chim. Cha anh thường kể rằng, mẹ chỉ khóc có một lần khi người anh cả của Linh hy sinh ở miền đồi núi Buôn Mê Thuột, hội Nam Tiến. Riêng Linh cho tới mãi mãi sau này, anh sẽ không bao giờ quên được hình dáng mẹ, nhỏ bé bước hụt trên những thanh tài nhạc trên đường, dẫn tới mộ người anh ruột. Một nấm mộ đắp dội, có bát cơm quả trứng ướt loáng nước mưa. Mỗi chủ nhật sau đó, về đến nhà, anh thấy mẹ lặng lẽ hơn, tóc mẹ bạc trắng từ lúc nào. Trên bàn thờ tổ quốc ghi công mùa đông lạnh giá, mấy ngọn nhang cứ âm thầm tỏa khói. Linh càng thấy dây dứt. Có chủ nhật thương mẹ mà chẳng dám về nhà. Trong anh một cái gì chưa rõ lắm, cứ dần dần nhen lên. Một lần trên đường đi biểu diễn cho các đơn vị, sắp hành quân đi về, chiếc xe ca chở người bị ban giữa đỉnh đèo Pha Đin, trong một đêm sương mù dày đặc buốt giá, phải kích lên để sửa, kích hỏng. Anh lấy xe lây quay mãi không sửa được, Linh cởi phăng áo, nhảy xuống ghé vai cho thành xe. Ngồi trở lại trên đệm xe, cửa kính đóng chặt ấm cúng, các chị các cô kẻ mặc áo người xoa dầu, có bàn tay ai mềm mại, đưa gói lạc trang ra ủ ấm cho anh, tiếng xích xoa âu yếm. Thay vì cảm động, Linh thấy buồn buồn, sức lực của mình chả lẽ chỉ để nâng bánh xe thôi sao? Sau đêm chuyện đó, một sự trống vắng không rõ căn nguyên từ đâu òa vào lòng anh.
giá những đêm lạnh như thế này, dành để hành quân truy kích địch, xông pha trong lửa đạn, lúc này mà còn son phấn nữa ư. Trở về Hà Nội, anh lập tức nộp đơn xin được xuống bổ sung cho những đơn vị đi chiến đấu. Nguyện vọng của anh không được trên chấp thuận, bạn bè cũng khuyên can anh. Có những đôi mắt đẹp nhìn anh dò hỏi ngạc nhiên, nhưng ý anh đã quyết. Có văn hóa, có thể lực, Linh có thể xin cho một đơn vị pháo, một đơn vị tên lửa nào đó gần nhà, gần mẹ. Nhưng anh muốn đi xa, đi thật xa cho phải ở binh chủng nào có nhiều điều kiện giáp mặt kẻ thù nhất, càng gần càng tốt. Sống ở đâu cũng được, sống thế nào cũng xong. Chưa bao giờ lòng tự tin của Linh sắc lại như vậy. Những chân trời mới của cuộc sống rực lửa cứ lung linh trong đầu anh. Ở thủ đô, đêm lại đêm lên sân khấu, lấy vợ có con, loanh quanh với chăn buộc cây bếp, già già nua, thế là hết. Chiến trường chỉ gọi anh như một điều quyền bí và dữ dội, những sợi bạc trên tóc mẹ, khói nhang trên bàn thờ tổ quốc. Hơn nữa đây là một dịp để hiểu sâu, để thể nghiệm cái nghị lực trong cuộc đời. Mấy tháng sau, Linh trở thành người chiến sĩ đặc công. Xung quanh Linh, mọi người vẫn tán chuyện rôm rã, y như dừng nghỉ trên một cánh đồng hợp tác đang vụ mùa. Ở xã mình ông ạ, thế quái nào lại có một ông chủ tịch mở đầu cuộc họp với giọng nghiêm túc như thế này? À, kính thưa hai ông Tây thuộc phe ta, à, kính thưa ông Tây ngồi giữa thuộc phe ta. Trời đất ơi, nhớ nó. Cậu chỉ được cái phép lát. Chuyện ấy tôi nghe từ tám quánh rồi, trẻ con nó cũng thuộc, chứ quê cậu hồi nào? Úc xì. Thì quê cậu vậy, quê cử trâu đi họp á. Ừ, phải, quê tớ cử trâu đi họp. Nhưng mà đi nửa chừng gặp người quê cậu sang chơi, người ấy hấp háy mắt nhìn con trâu quê tớ, rồi kính cẩn chào, lấy cụ à. Mọi người phá lên cười, canh chàng phe ta tợn cũng cười, nhưng mặt đỏ lên, cho canh ta đang rất tâm sau trận cười, sẽ trả đũa đích đáng anh chàng kia. Dòm cái miệng tai nhăn ra không được tươi lắm. Linh cũng bật cười. Chuyện chả có gì mới. Đại loại quê tao 7 tỷ, quê mày nhà mấy cháu. Hà Chuồng, Nam Lũy, Thái Bình Bay, Hải Phòng, Anh Dũng trốn ban ngày. Mà có thể cãi giả suốt buổi được. Linh sống ở đây hầu hết là anh em bị thương hay yếu sức. Họ có cớ để chui để thanh thản. Còn mình yếu cái gì? Họ đang làm nhiệm vụ thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Còn mình đã hoàn thành cái gì, hay chỉ là một quân nhân bị loại ngang xương ra khỏi dòng chiến đấu? Mình chẳng có gì để tự an ủi được. Sau lần bị ngất xỉu ở hầm ban cán bộ, Linh được đưa thẳng đây. Một lần anh tình cờ gặp được một người của tiểu đoàn mình bị thương đi diện qua. Qua câu chuyện nửa úp nửa mở đó, Linh đã dần dần đoán ra được nguyên nhân đang làm anh chây chức băn khoăn. Số là đoàn lấy gạo xuất phát được 3 ngày, thì kêu mò về. Anh ta báo cáo với đảng ủy tiểu đoàn rằng, bộ phận đi lấy gạo đã bị Mỹ phục diệt sạch cả rồi. Riêng anh ta, do một sự tình cờ may mắn mới chạy thoát được. Tổn thất là do Linh nôn nóng, không chịu làm theo phương án cắt tránh đường của kêu, đẩy nem vào chỗ hy sinh vô ích. Bộ phận do tâm C2 chỉ huy. Nửa tháng sau mới cắt về được. Chỉ còn hơn chục người. Số bị thương, số đi diện gần trọn. Nam Thúy đã về xã công tác. Kêu lên nắm quyền tham mưu trưởng tiểu đoàn. Nghe tới đó, Linh không còn giữ được bình tĩnh. Anh quyết định trở về ngay tiểu đoàn. Nhưng tới bờ sông, anh khựng lại trước dòng nước đục ngầu. Nên chăng, biết tìm đơn vị ở đâu, hay lại lang thang, lỡ rủi ro lại mang tiếng thêm một lần nữa. Chỉ còn cách viết đơn khiếu nại cho tiểu đoàn chờ gửi lên phân khu. Linh quay về, anh đã làm tất cả những điều đó, nhưng thời gian trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngày 2 buổi vẫn cầm củi, lên nương trồng lan trồng sắn. Lòng anh cũng dần dà dịu lắng lại. Lại thấy cái tôi nhỏ bé của mình chìm lấp đi, trong bao điều lo toan về cái sống cái chết của đồng đội. Nghe nói tiểu đoàn của anh bị xé lẻ thành nhiều bộ phận nhỏ, xuống sát Giang Đô. Và hiện đang mất liên lạc với phân khu. Thằng địch đang bung ra chôm chổm như cua tháng 6. Lại hy sinh, lại mất mát. Đồng đội thì như thế, còn riêng mình thì sao?
suy cho cùng thì mình vẫn là kẻ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một chỉ huy tồi, một chỉ huy nướng quân. Nhưng còn thằng đó, máu nóng trong người anh lại dồn lên mặt, thèm được giáp mặt hắn lúc này quá. Thoáng trước mặt anh lại hiện ra cặp môi mỏng như lá chanh rễ xuống, đầy vẻ phiền muộn. Nắm đấm bàn tay anh từ từ siết chặt lại. Mọi việc rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, linh tinh như vậy. Chỉ thương những người không trở về. Một lần lấy gạo mà nằm xuống chừng ấy con người. Liệu hài có qua khỏi được cơn ác tính ấy không? Có bao nhiêu điều đáng nói đằng sau mỗi sự hy sinh của đồng đội, vậy mà cứ chây chức buồn phiền mãi cho cá nhân mình mà làm gì? Ở khúc sông trắng vẻ này, mà đầm chà cũng quần quại. Còn giạt sắn mới bẻ ngọn đó, rải chất độc nuốt đi. Như đoán được ý nghĩa của Linh, chiếc đầm chà chậm chạp cua một dòng hẹp rồi bỏ đi. Tiếng động cơ còn nặng nề chẳng lại. Nhìn đôi cánh bằng của nó lẫn vào mây, Linh chạnh nhớ tới buổi sáng vượt sông Sài Gòn. Nam Thúy hiện giờ ở đâu? Sao lạnh nhạt thờ ơ với nhau như thế? Hôm vừa rồi có đúng là Thúy hay nhầm với một cô gái Nam Bộ nào khác? Lúc ấy Linh đang cắt lá bò xích đem ủ làm phân, thì nhìn thấy một chiếc ghe qua sông. Trên ghe lố nhố 4-5 người. Cô gái bận bà ba đen đứng ở cuối ghe, tay chèo thật dẻo. Cái thân hình mềm mại lúc nhau về trước, lúc ngã về sau uyển chuyển theo nhịp chèo. Gió sông thổi mạnh, tà áo bà ba bay nhẹ sang bên. Cứ tưởng cô gái đang lướt là lạ trên mặt nước, mái tóc mềm buông thả xuống vai. Mái tóc, có phải Thúy không? Linh đứng nhìn mà không dám gọi. Anh nghe loáng thoáng mấy cậu đứng bên, sầm xị với nhau. Cái chị đang chèo kia thứ tư hay thứ năm gì á? Mình quên rồi, người quận là Châu Thành. Cái đồng chị ta đẹp nhất dùng, và có sỏi trong đầu á. Ta nói hồi mẫu thân á, giữa dòng dây Abedicon á, dám tỉnh bơ cặp bồ với một thiếu tá Bắc Trung Hy rồi đã thoát. Rồi tỉnh bơ xỉa dao găm vào bụng người tình không chút cảm thương luôn á. Bà ấy hả, có lần đội nắp hầm mật, hai tay tung hai tạc đạn diệt sạch bọn Mỹ đang bao trên, đưa thương binh ra thoát luôn đó. Hey, mặc kệ chiến công của nàng, tớ không có biết và cũng chẳng cần biết, tớ chỉ lưu ý rằng là nàng đẹp thôi. Nào, xem nào, tay tiểu đoàn trưởng bộ binh 37 tuổi nè, tay tham mưu trưởng tán dốc nổi tiếng toàn dùng nè, anh chàng chủ nhiệm quân y đeo kính trắng giỏi như thơ văn nè. Nhà quận đội trưởng to con như Mỹ nè, ô nhiều nhiều lắm, có xa gần bóng gió nổi với nàng, nhưng đều bị nàng cho bay về nhẹ, he. Cái đà này á hả, ông nói á, thì ông tư lệnh trưởng nè, ông chính quỷ nè, cũng phải xa gần với cô ấy chồng coi. Không có nói đùa đâu nghe, nghe người ta kháo á, trước đây nàng nó yêu một anh chàng ở trung đoàn Đồng Nai, người tận hồng gai, có cặp mắt như là biển xanh á. Tay này chắc trung đoàn phó hay trưởng gì ha? Không biết mới lạ chứ. Tiểu đội trưởng trinh sát, 24 tuổi. Chết rồi. Có khi là người thương binh mà nàng đã cứu thoát đó. Con thuyền xoay mũi cập vào bờ. Linh nghiêng người nhìn theo. Cái dáng đi thoăn thoắt kia sao giống người ấy thế? Cô ấy đang cười cười, nói điều gì có vẻ phấn khởi lắm. Phải rồi, lúc này còn nhớ gì đến ai? Linh dùng dao phăng mạnh chỗ gốc vỏ xích, lòng thấy chua chát. Biết đâu hôm qua đây, cô ta cũng đã cười nũng nịu với Kiêu, như khi sang bồn gạo. Kiêu, trong chiến tranh, thường những thằng hèn như thế lại sống dai nhất, sống chinh chang tự đắc. Mình có ngu ngốc quá không? Vẫn hiểu rằng chết không ngán, khổ không sợ. Nhưng có phải sống trong sự dày dò triền miên như thế này, thì sống cũng như chết. Chết một cách đau đớn, mòn mỏi. Cứ như thế, sáng ra bờ sông, bộ nhát cuốc vào đất giữa nắng gió, giữa nói cười, Linh thấy nhẹ nhõm trở lại. Có khi còn góp chuyện vui đùa với mọi người. Đêm về, nghe con chim tìm kiếm, buồn tẻ, gõ mỏi vào thân gỗ. Lại nghe pháo cối nổ xa xa ở dưới kia, nơi bạn bè đang sống và chiến đấu. Linh cứ trăn trở như kẻ bị bỏ rơi, trăn trở đến cháy lòng. Liệu rồi đây, người ta có dòm ngó tới trường hợp mình nữa không? Hay là cho tới ngày thắng lợi, cái thằng Linh này chẳng phải cầm cán cuốc. Châu ơi, nếu vậy thì sinh ra quách một cái buôn người thượng bù cháp nào đó, mà đốt rẫy nuôi thân.
rồi khi thấy dục bắp đầu tiên, sẽ xin cưới một cô vợ người thượng, rồi sinh ra những đứa con chưa biết chừng là có lý hơn. Trong thâm tâm mình có chê bai, coi thường cái công việc trồng tỉa này đâu. Ngược lại mình yêu màu xanh này, mình không phục những con người đang làm việc ngày đêm không tiếc sức ở đây. Nhưng với riêng mình, thì đây rõ ràng là một trường hợp đang xử lý kỷ luật. Trong những ngày bị sốt rét, quật, không dậy đi ra rẫy được, Linh có lúc đã loáng thoáng nghĩ tới cái chết. Nó cứ hiện tắt như vệt sáng đục trên mái tăng. Chết là nhẹ nhất, là thoát hết tất cả, thoát mọi giằng xé, mọi sự hiểu lầm đố kỵ. Anh thấy tiên tiếc tại sao có một tháng trời lang thang ở trong rừng, lại cứ cố rướng lên bám díu cuộc sống này làm gì. Xa nhà lâu rồi, lòng chai sạn rồi, gia đình quê hương cũng chẳng còn là chuyện níu kéo ràng buộc. Tuy vậy, chết đâu có phải là dễ, khi mình có trách nhiệm cho cái chết của mình. Một ngày nào đó, nếu cứ thế này kéo dài mãi, mình sẽ trượt sang sông, thấy đâu có ánh sáng điện, có súng nổ, là cắt tới, gặp địch, đánh một trận rồi ngã xuống cũng cam lòng. Cái ý định mới mẻ này làm anh rạo rực cả người. Rạo rực tới nỗi mọi dây dứt được tan biến. Nhưng rồi một tiếng nói khác lại rù rì trong anh. Làm vậy vô ích thôi, ai cần mày làm như thế? Anh muốn cãi lại, tôi cần, thằng Linh này cần. Hai tiếng nói của hai con người khác nhau ấy, cứ ngày đêm dày dò trăn trở, làm anh mệt lả. Cho tới một ngày. Ngoài nhiệm vụ làm ra lương thực, mỗi khi mở chiến dịch, một loại chiến dịch ở vùng chen đánh nhỏ, đánh lẻ, đánh sâu gây tiếng nổ trong lòng địch. Bộ phận sản xuất bên sông Bé còn có nhiệm vụ đi tải đạn, tải gạo. Gạo đạn từ biên giới đã đưa xuống nhỏ giọt. Sức khỏe của Linh ngày càng sa sút, anh đâm ra ốm sốt liên miên như trẻ con xài đạn, gần như một thứ cách nhật. Tối nọ có trợ lý tham mưu của phân khu hối hả qua đò. Trang nhiệm vụ cho đội sản xuất khẩn trương tải thủ pháo đạn cối vượt sông, đi suốt đêm, mang tới cho các đơn vị kịp tác chiến. Lúc ấy Linh đang súc miệng ồng ọc, anh vừa ói ra mật xanh mật vàng ở đầu hầm. Linh sốt đã hơn một tuần nay, nhưng vẫn gượng ra làm cho anh em. Làm nặng không được thì làm nhẹ. Tới tận chỗ này mà còn là đồ bỏ nữa thì thật không biết đâu mà nói. Giả lại sốt mà cứ nằm thì coi như tự sát. Bữa ăn cháo, bữa ăn cơm. Người anh cứ xỉu đi, sáng ngủ dậy, đưa tay lên đầu vuốt được hàng nắm tóc. Mái tóc mà mỗi khi nép vào nhau, hương cứ thích lùa những ngón tay thon thon vào tận chân tóc, rồi vuốt ve từng lọn mềm mại. Đồng chí y tá khuyên anh nên đi nằm trạm xá. Linh kiên quyết lắc đầu, nhưng bữa nay, suốt từ sáng tới giờ, anh không nuốt được miếng nào vào bụng. Những thì cháo nuốt vào lại ói ra. Linh bướng bỉnh súc miệng nuốt nữa. Vẫn ói. Thôi vậy, đừng ép. Còn đâu được như hồi ở Trường Sơn mà ép. Buổi trưa đang làm, anh thấy qua mắt như người say nắng. Biết gượng nữa có thể ngã quay ra như hôm nào ở hầm cán bộ. Anh đành quay về láng tìm chỗ nắng, ôm gối ngồi. Đang rét mà sưởi nắng, người cứ đê mê như tắm nước nóng. Nhưng sau đó đầu óc càng chán chất khó chịu hơn. Linh quay vào tiệm khúc sống lá buông, giót đũa. Sức lực mình hỏng rồi, dụi đầu trong giọng túi, anh thầm than. Chợt có tiếng chân chạy bình bịch tới cửa hầm, Linh nheo nheo mắt nhìn lên. Chính Sùm đang đứng sững ở đó với cây đèn ngoéo kính xanh, đỏm dáng. Ngày hôm đầu tới, Linh đã nhận ra đồng chí phụ trách mình, chính là cái người đứng tuổi, đã trả lời anh giống lên một bàn thuốc ruby hôm nào. Anh ta là Tư Sùm, thứ ba, nhưng một lần đột ấp. Bị Claymore tiện đứt ngón út, nên từ đó ai cũng quen gọi anh là Chính Sùm hay Chính Ngón. Chính Ngón hất hàm hỏi, giọng sốt ruột. Đỡ chưa Linh? Đi được không? Người hẻo quá. Mấy ổng xuống lệnh bất tử thiệt. Sao? Đi được chứ? Biết trả lời thế nào, kể ra làm lãnh đạo, không nên hỏi như vậy, thấy rõ quá rồi còn gì nữa. Nói không, anh ta lại lầu bầu cho coi. Chính Sùm tỏ ra coi thường mình ngay từ bữa gặp đầu. Về đây hay ốm đau quạt quẹo, anh ta càng nhìn chứ con mắt chẳng vui vẻ gì. Tình cảnh mình như vậy, đôi co cãi giả với người ta chẳng bỏ cười.
Thôi cứ đi, phụ mang đỡ cho anh em được trái nào hay trái ấy. Chợt Linh ngồi dậy, mắt sáng lên. Đi, đi thôi. Đến nơi nếu gặp trận, mình lao cho đánh liền, rồi chết luôn, càng tiện. Ít nhất cũng chứng tỏ được lòng trung thành ở cuộc chiến đấu này. Anh lại thấy bừng bừng trong đầu, và đứng lên quơ bồng ra chỗ tập trung. Gần 50 trái thủ pháo, hơn 30 ký. Nếu như trước đây Linh chỉ cần đeo một bên chai, nhưng sau lúc này người cứ oằn xuống như ghé chai kích bánh xe chạo nào. Trí tuệ cho bắp thịt. Chà, anh nhìn sang người nào cũng nặng quá sức, chẳng ai đỡ được ai. Đi hết, không một ai ở nhà cả. Ngay chính Sùng cũng mang đủ một bồng kềnh kệnh như mọi người. Anh ta vừa đi, vừa lầu bầu hối thúc như gì ghẻ. Chính Sùng chẳng vậy, chịu làm, chịu chơi, sốt sắng, có trách nhiệm, nhưng hay cấm cẩu như đàn bà. Trời phú cho anh ta cái nước da đỏ như gà chọi. Cái thân thể chả biết thế nào là ốm sốt, nên tất cả những con bệnh trước mắt Chính Sùng đều là giả vờ tuốt, rồi sinh ra cái tính hay nghi kỵ nói móc nói ngoéo. Có lẽ Linh là người hay bị anh ta lầu bầu móc ngoéo nhất. Ông cục này mà làm trưởng trạm quân y, thì rồi đời thương bệnh binh. Linh cố nghĩ vui vui như vậy mỗi khi định nổi nóng với Chính Sùng. Mưa lác đác, mưa gọi vào những trái cối 82 ly con, toàn đường ruộng. Càng đi càng trượt, tối như hũ nút. Thỉnh thoảng pháo sáng lòe lên một chút, đi rảo chân cướp đường. Pháo sáng tắt, như tay ai bịt mắt, lại dò dẫm hơn lúc đầu. Linh trẹo chân liên tục, hai quai bồng như quá thành sắt nóng, nghiến bỏng trên chai. Những trái tạc tạng sắc cạnh, nhây qua nhây lại trầy lưng. Chân anh như chân người khác cắm vào, cứ luôn đập đầu gối xuống đất. Hai tay tê cứng, ngã quật xuống đá không thấy đâu. Mắt nhìn trân trân ra phía trước, lẻo khẻo đi như mê. Ráng lên, ánh sáng điện thật xa kia rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 60, 100. Không phải rồi. Trái sáng mà nhầm ra đèn, còn xa lắm. Ráng chút nữa. 300, 500, 1000. Đuối sức quá rồi. Sao vẫn chưa thấy gì cả? 1500, 2000. Sao mãi vẫn chưa nghĩ giải lao thế này? 3001. Chính Sùng ơi, định chí anh em hay sao thế? Giác tuột đông mất rồi. Linh tuột dần lại. Bước chân đi lúc thịnh khạng, lúc liếu riếu như người say. Phía trước một chấm sáng xanh bằng hạt đổ lật bật bay xuống. Giọng Chính Sùng gắt gỏng. Đi cái gì mà ngu ngơ, như ngỗng đeo đài vậy không biết. Linh nuốt nước bọt, đi im liềm, như không nghe thấy. Nhanh cái giò lên chút coi, không ai rước ra được đâu. Linh dừng lại, mắt mở to, nghiêng ngô nhìn Chính Sùng. Ánh mắt ấy mỗi lúc một trừng lên dữ dội. Anh muốn trút lên đầu người đứng trước mặt, dù bất cứ là ai, nỗi nhọc nhằn khổ sở bấy lâu. Chính Sùng vẫn lầu bầu. Sướng chưa? Còn đứng ăn dạ đó à? Linh từ từ tiến lại, mắt dại và giọng cũng dại đi. Cút, 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 cút ngay, tao đập chết bây giờ, cút. Tưởng những người sốt rét nhiều sinh ngơ ngẩn, ai nói nặng nói nhẹ chứ cũng cười, nên Chính Sùng há hốc mồm trước nắm đấm gầy guộc của Linh, đang rung bắn trước mũi mình. Anh ta lùi lại và quay lưng bước nhanh, còn trớt lại tiếng nói vẫn lầu bầu. Nhưng cũng ráng lên cha nội. Linh nhắm mắt lại, bãi quải cất bước. Mày à, 1, 2, mày à, 1, 2, anh lại lầm bầm trong đầu. Tới lúc nghỉ 10 phút, Linh ngực người tựa vào bồng thở chốc, chân tay đầu óc rủng ra. Cứ bỗng rủng từ ngón chân chạy lên đỉnh đầu, rồi lại từ đỉnh đầu rủng xuống. Bắp chân nhây nháy như bị chuột rút, anh như liệm đi. Lúc choàng dậy quờ quờ tay, không thấy ai bên cạnh. Anh luống cuống đứng lên, lật bật. Đi được một đoạn lại đụng vào cái gò mã xây bằng đá ông. Đi ngược lại đường cũ rồi. Anh hất tóc quay lại, vừa siêu dẻo đi được mấy bước. Anh bỗng thấy một chân mình như dẫm vào bông. Thế rồi cả người hẳn đi. Anh chúi đầu xuống một hố bom, bùng nước lệch sệt. Bồng tạc đạn nặng trĩu càng dìm đầu anh lún xuống. Chới chới một lúc lâu, anh mới tháo được quai bồng ra, ngồi dậy được. Và khi ấy giữa hố bom bùng nước lệch sệt. Dưới ánh sáng ướt nhẹt của quả châu đang trôi xuống, trong trận mưa tầm tã,
Linh cứ ngồi lặng, mặc cho nước mắt chảy ra. Có tiếng chân bước lật bật trên miệng hố. Linh im lặng, rồi giọng chính sùng gọi như mếu. Linh ơi, Tám ơi, đau mất rồi, vậy có khổ không ý? Linh vẫn im lặng, tiếng chân chính sùng xa dần. Tới khi cào cấu lên được miệng hố thì Linh thiếp đi. Gần sáng, những tiếng nổ lớn đánh thức anh dậy. Phía sân bay Phú Lợi, lửa đang bừng lên, cháy rồi. Ta đánh rồi. Linh thấy nôn nao trong lòng, nhưng bỗng xìu lại ngay khi nhìn thấy bồng tạc đạn nằm trơ trẽn bên cạnh. Mưa chẳng rơi, mình là đồ bỏ thật rồi. Thế là hết. Tình đồng đội đồng chí chẳng còn. Đảng không tin, bạn bè bỏ rơi, sức tàn lực kiệt, sống làm gì nữa. Mẹ ơi, có ngờ đâu con của mẹ lại ra nông nỗi này. Hương ơi, anh chẳng xứng đáng đem làm lụng cho anh suốt đời nữa đâu. Cuộc chiến tranh dai dẳng này không chịu nổi nữa rồi. Khi con đi, bố không hài lòng. Cái kiểu đi như thế thì có thể trở thành anh hùng, và cũng có thể trở thành kẻ phản bội. Phản bội, phải rồi. Ở đây sát ấp lắm. Chỗ chó sủa kia kìa, chỉ cần đi mấy bước, hay cứ ngồi đây, sáng ra chỉ việc đưa cáo này dãy trên đầu, là trực thăng chúng nó sẽ đổ xuống mang đi. Không, không thể như bố nói được đâu. Con không trở thành anh hùng, nhưng cũng không bao giờ phản bội đầu hàng. Anh con nó ngã xuống năm xưa, không được như anh, không đi tới cái chết trong trận đánh được. Con xin chết thầm lặng, không tâm hơi như thế này. Cha mẹ tha lỗi cho con. Hương ơi, mong em đừng buồn. Các đồng chí ơi, Tùng ơi, Toàn ơi, hãy tha lỗi cho mình nhé. Linh bần thần đứng dậy như người mất hồn. Anh loạng choạng rẽ vào bờ rạch gần đó. Bộ quần áo trên người anh tả tơi từng mảng. Một đêm thiếp đi, đàn mối đã gặm hết mất rồi. Ánh quả châu lại nhòe lên, trôi lờ đờ xuống rạch. Trông anh như người điên đang đi vào đám cháy. Tới bờ rạch, Linh lần mò tìm vào một ngách sâu thật sâu chắn chẽ, rộng rạp nhất, không ai đi tới được. Đặt bồn xuống, anh tháo cái võng bên hông văng vào hai gốc cây xù xì dậy ngấn bùn. Con nước đang tróc rách lớn dần, anh ngồi xuống chậm rãi gột hết bùn trên đầu, trên mặt, trên quần áo, trượt lên võng. Đàn mũi đói bay lên kêu du du. Linh xòe bàn tay cẩn thận chạy chút lại từng sợi tóc, như hồi nào trước giờ lên sân khấu. Rồi với nét mặt kỳ quặc, nửa u mê, nửa thanh thản, anh tẩn mẫn kỳ cọ kỹ từng ngón tay, ngón chân. Những ngón tay vàng khè thỉnh thoảng lại thõng xuống, đuối sức. Chết cho sạch sẽ một chút, chỉ cần nằm thế này 2 ngày 3 ngày, chắc không phải dùng tới cái ấy. Linh như thấy con dao mỏng tựa lá lúa thu được của một thằng trung tá ngụy đang nằm ở túi áo trái, áp cái lạnh giá vào ngực mình. Toàn ơi, cuối cùng rồi mình cũng phải chọn cái chết gần giống như cậu. Khi tiếng xe vò đầu tiên lọc cọc ra bưng, thì anh cũng lẩy bẩy, thả người nằm xuống. Giọng lá xum xê, gai góc, ôm gọn lấy anh. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng AM 610 kHz và trên sóng FM 99,9 MHz. Thư từ góp ý và bài vở cộng tác mời quý vị gửi về cho chương trình theo địa chỉ: chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.